Chào cả nhà mình nha. Mời cả nhà mình thư giãn ngắm cả cảnh ở nhà của anh chị Sáu Thiết nha. Đó dữ nè. Có con quả tiễn nằm trong kia hả? Quả tiễn nằm trong đó. Cá sấu quả tiễn. Cá sấu quả tiễn hả? Cá sấu quả tiễn đó, con bự bự dài dài đó đó. Trong đó là cá nó sấu quả có cá tiễn chép đó. Nè, cá chép nữa. Kêu nó là cá sấu quả tiễn hả? Mà đâu phải cá Rồi mấy sấu con đâu. này là châu phi, tai tượng châu phi nè, con vàng con đen đó là tai tượng châu phi hết á. Quay cá trê mập này nè, cá trê mập đây nè, cá này là cá mè đuôi cá đỏ, mè đuôi đỏ có cá, còn có đuôi đen là tay tượng, có hai con tay tượng bốn con chứ đó, hai con đen hai có là hán đầu gù này, nó còn nhỏ mà cái đầu gù bự ghê không, con là hán này nhỏ mà đầu gù nữa nè, chà đầu gù hết hồng. Còn bên đây còn hai con nữa nè, hai con bên nào bên đó nữa. Con cá sấu quả tiễn nè, giờ cái mình giống cá đối quá mà cái mỏ nó kìa, trời như cá mòn cái kìm mình giống cá sấu rồi, cái mắt con mắt nó dòm giống cá sấu ghê, dòm mắt nó thử coi giống cá sấu lắm nè, thấy không, cá chép bự ghê, hồng bự hai cá chép đó, ba con bốn con đó, không kéo lưới vô con cá chép đó chị. Đẹp ghê không? Cá chê hổ hả? Thì cái mình mấy nó dần ri giống con hổ thiệt chứ. Hồi đó giờ cũng mới thấy con cá chê này luôn à. Con sát đấy nè. Con ở trên là con gì? Con trên là hoàng đế, cá hoàng đế. Còn cá chê mập, con cá chê hổ nữa đó. À còn con nằm ở dưới đáy nữa nè. Con này con gì đây? Ủ sừng nằm dưới đáy nữa cả nhà. Nằm sát đáy luôn. Nhìn tưởng cái cây chứ. Coi kìa. Này ảnh tung tăng bơi lội rồi. Nó thấy có khách tới viếng thăm á cho nên vui, chà tung tăng dữ rồi nha, bơi lội rồi, chết hai con uổng, còn ở cá hoàng đế á, uổng 1,7 kg mà con này con cá chê hổ nha cả nhà, một cặp mà một con cái nó bự ghê luôn, chị vậy nó bữa dài đó quá. Nó cúp ổ miệng nó dài quá, nó có còn làm đủ cái kém đó không, thì hôm trước cái con cá kia nó bị nó gần bằng kiến luôn mà nó chết, con nằm sát đáy tưởng cái cây, tiếc thì sợ con cá nằm sát đáy, mấy con cá đó là ăn cá con không, mà cô con thì cho nó ăn, cô cá đói con á, ngăn năm là cô cá nó dài vậy mà nó dài, bên đây con còn là hán đây nè, bên đây có con cá sát nữa hả, à con cá mập, à con cá gì, cái gì mà ấy cái đấy cá sát hả? Phải. À, cái... có cá cha. Cá dồ á. Cá dồ. Cá dồ. Dạ. Cá dồ nó có đó nó có hai bên đen đen thấy không? Nè con còn là hán nó thấy vậy nó dồm nữa kìa. Ừ. Con thấy đèn dồm dữ ha. Có bốn đầu không? Có đầu đầu gù luôn. Đây luôn hả? Là hán này đầu gù mà là hán bên kia thấy đẹp lắm. Con này nó chưa lộ chữ ngay cái lưng đó ha. Nuôi lớn ít ngày nữa nó lộ lên cái đầu nó bự gù lên còn đẹp dữ nữa. Đây có ba con cá két rồi hả? Phải nói là con đầu gù này con la hán đầu gù này đẹp thiệt chứ. Con cá hòa tiễn nè. Còn ba con cá mè đuôi đỏ. Đẹp kìa không? Xanh đỏ vàng thì tùm lum la đẹp quá, con là hán đẹp ghê, cái đầu gù đây. Còn con này con gì?
con cá nó giống con cá gì nhớ gì giống gì. Cái mè đuôi đỏ. Không, cá, con cá két. Cá màu hồng á chị. Ừ, cá két đó. Két luôn hả? Ừ. Bà còn đó luôn. Bà còn cá két. Còn con cá tai tai tượng màu vàng. Hai tai tượng bự nè. Hai tai tượng. Này con màu vàng nó cũng tai tượng luôn á, trong á, thấy không? Thấy màu vàng không? Thấy à. Nào. Đó hơi trong. Đó, nó gần với ngay cá kép đó. Là tháng này thấy là tháng đẹp. Là tháng đã đầu nguồn, lên bên kia con cũng đầu nguồn. Quay vô. Chị đứng đây này chị. Chị đứng đây chị chỉ đi. Cá này cá kia đi cho dính. Yeah, thôi. Nè. Con cá này công nhận nha. Nó đẹp thiệt chứ. Cá hổ hả? Ừ. Còn đó là cái gì? Hoàng đế. Rồi con cá nằm dưới này à, là ngủ sừng. Coi kìa, con ngủ sừng này nó đang nằm ở dưới sát đáy này cả nhà. À. Nhìn nhìn tưởng là gốc cây chứ. Nhưng mà thật sự có con ngủ sừng nó nằm dưới đất. Sát đáy. Con này đẹp ha. Đó đẹp ha. Ừ. Đi đi nó. Cái hoàng đế đó thường thường ta hay đi câu trên sông La Ngà đó. Con cá rồng mà không không có đây ạ. Cá rồng chết rồi. Ngủ gì ha. Ngủ chứ sợ luôn, cá rồng chết chắc. Nó lại đây anh mua mà anh không thấy anh. Mấy triệu bạc đó, con cá rồng đó mấy triệu bạc nó chết đau lòng luôn. Ngân long. Kêu bằng ngân long. Tôi có clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây nha, chúc cả nhà ngắm cả cảnh vui vẻ, chào tạm biệt cả nhà, sau cả nhà.